Xin chào các bạn, tên tôi là Cô Nguyễn. Đây là bài video số 2 của Circuit Design. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục bài trước. Bài trước tên là Design of One NMOS Circuitry. Nhưng trước nhất thì tôi muốn trả lời một câu hỏi của anh bạn. Một anh bạn đã quyết định lựa chọn ngành vi mạch là khóa chuyên môn để học. Và anh bạn hỏi tôi là học ngành chuyên môn gì ở trong vi mạch. Để trả lời câu hỏi này đó thì tôi muốn mang một ngành khác để so sánh bạn nhé. Đó là ngành y bạn. Trong ngành y thì bạn có bác sĩ óc, bác sĩ tai, bác sĩ miệng, bác sĩ giải phẫu, rồi bác sĩ ung thư, bác sĩ da. Rất là nhiều bác sĩ bạn. Bác sĩ nào cũng quan trọng bạn. Thì khi mà bạn học ngành y đó, thì bạn học mấy năm đầu thì bạn học tổng quát, rồi tới năm năm thứ năm, năm thứ sáu thì bắt đầu bạn sẽ luyện ngành chuyên môn bạn. Nếu không thì bạn sẽ lựa bác sĩ gia đình cũng được bạn. Bác sĩ ngành nào cũng là quan trọng. Để trở lại ngành vi mạch cũng vậy thôi bạn. Ngành vi mạch thì nó có rất là nhiều ngành. Bạn có system designer, logic designer, architecture designer, circuit designer, integration designer, physical designer, verification designer, test engineer, rất là nhiều ngành bạn. Và ngành nào thật ra cũng là quan trọng bạn. Thì tôi không thể nào nói bạn chọn ngành nào lúc ban đầu bạn. Thì bạn cứ học khoảng chừng 2-3 năm rồi bạn sẽ thấy, bạn sẽ lựa ra cho bạn. Nhưng mà có muốn chọn lựa nào đó thì bạn sẽ lựa hai yếu tố. Một là cơ hội, hai là cái đam mê của bạn. Nói về cơ hội đó thì tùy theo bạn ở đâu bạn. Nếu mà ở bên Mỹ thế thì ngành nào nó cũng có. Thì bạn học ngành nào cũng được bạn. Miễn là bạn có đam mê là được rồi. Nếu mà bạn còn ở Việt Nam đó thì cái công nghệ bên Việt Nam thì mới bắt đầu bạn. Thì cái cơ hội của bạn cũng hạn chế thôi bạn. Thì ở bên Việt Nam bây giờ đó thì chắc bạn biết thì back end thì nhiều vậy, front end thì ít bạn. Back end chẳng hạn như là Intel bạn nhé. Intel thì nó chế tạo chip ở đâu bạn? Ở bên chắc bên Đài Loan hay đâu. Thì mang Việt Nam thì có thể cắt ra bạn. Cắt ra thôi thì trong đó bạn cần ngành của bạn, trong đó thì cần ngành về test engineer nhiều bạn. Còn mà nói về chế tạo vi mạch đó thì bây giờ bên Việt Nam đó thì phần đông làm về back end, làm về physical integration bạn, nghĩa là bạn ráp cái chip này bạn. Thì cần bây giờ đó thì bên đó cần về physical integration nhiều. Nhưng mà nếu mà bạn muốn lựa ngành nào đó, bạn thử lựa coi 5 năm sau thì công nghệ bên Việt Nam tới đâu rồi bạn. Chỉ có một điều tôi khuyên bạn đó là khi bạn lựa ngành gì bạn đó thì bạn coi coi bạn đừng nên học bè hay là làm bè bạn. Nghĩa là bạn thấy ai học về physical design thì bạn cứ nhảy vô đó bạn. Đối với tôi đó thì tôi sẽ lựa cái ngành nào mà ít người học bạn. Thì bạn sẽ trội hơn bạn. Tuy là nó khó tại vì ít người bạn có ít người hỏi, nhưng mà lâu dài đó thì cái ngành của bạn nó trội hơn bạn. Bạn cứ tưởng tượng coi, thí dụ mà có một công ty nào đó tới lúc sa thải bạn đó thì người ta sẽ sa thải kỹ sư gì bạn, người ta sẽ sa thải kỹ sư nào có nhiều bạn, thí dụ bạn test có nhiều đó, người ta sa thải nhiều đi. Còn thí dụ bạn làm circuit design, logic có ít người đó thì người ta sa thải bạn cuối cùng, người ta sẽ cố giữ bạn chứ cuối cùng thì người ta không kiềm được nữa thì người ta sa thải bạn. Thì tôi sẽ lựa theo yếu tố đó bạn. Câu hỏi kế tiếp tôi có đó, có một anh bạn hỏi tôi làm sao thiết kế con bò hay thiết kế chip bạn, làm cách nào. Thì tiện đây tôi trả lời chung luôn bạn. Trong chip design đó,
thì bạn sẽ có hai cách làm, có thể nhiều cách nhưng mà hai cách chính bạn. Một phần là ASIC, một phần là full custom bạn. Hay là nó có thể là semi custom cũng có bạn nhé. ASIC nghĩa là sao? Full custom sao? ASIC nữa đó, bạn cứ nghĩ là ASIC đây bạn. Nghĩa là bạn ráp thôi. Những đồ phụ tùng đó thì bạn sẽ lấy ở đâu bạn? Bạn cứ tưởng tượng như là công nghệ xe hơi vậy bạn đó. ASIC đó thì bạn ráp bạn. Thì mấy phụ tùng đó thì bạn sẽ lấy ở đâu tới? Bạn không có thiết kế hay là bạn thì thiết kế chỉ một hai cái thôi bạn. Còn full custom đó bạn đó. Thì có thể là mấy đồ phụ tùng bạn thiết kế luôn bạn. Bạn tự làm luôn. Cũng giống như công nghệ xe hơi thôi bạn. Đồ phụ tùng rất là quan trọng bạn. Công nghệ xe hơi không thể nào phát triển nếu mà không có công nghệ phụ tùng. Thì tương tự như ASIC thôi bạn. ASIC là bạn ráp thôi. Bạn có thể là bạn tạo cái nhỏ nào đó, phụ tùng nó. Nhưng mà muốn một công nghệ mà bành trướng đó thì bạn phải tạo ra cái phụ tùng. Thì trong chip design đó bạn đó thì bạn phải tạo ra cái phụ tùng đấy bạn. Hiện bây giờ đó thì bạn xài black box hay bạn xài library của ai đã chế tạo rồi bạn thì bạn ráp nó thôi, coi như là bạn coi như assembly bạn. Còn full custom đó thì bạn tạo ra những cái block của mình, custom block của bạn đó. Thì mà nếu mà bạn muốn ngành vi mạch mà phát triển đó thì bạn phải làm cái này bạn. Full custom. Không thôi thì công nghệ sẽ vĩnh viễn cứ ráp là sẽ có rất là giới hạn bạn. Nếu mà bạn muốn ngành công nghệ vi mạch phát triển thực sự đó bạn đó thì phải bạn có rất là nhiều nhân sự bạn. Và nhân sự sẽ chia đồng đều ra những ngành chuyên môn bạn. Chứ bạn không có tập trung một chuyên môn nào đó quá nhiều người nhân sự bạn. Thì bạn phải chia ra đều đồng đều hết bạn. Thì ngành công nghệ vi mạch mới phát triển được bạn. Thì bạn phải có rất là nhiều circuit designer, rất là nhiều architecture designer, rất là nhiều logic designer, rất là nhiều layout designer bạn. Phải đồng đều nha bạn. Còn khi mà bạn làm ASIC đó, thì cái black box này bạn đó, thì nhiều khi bạn mang về đó, thì bạn không có biết gì ở trong luôn bạn. Bạn không có mổ xẻ ra được. Khi mà bạn làm custom design bạn đó, thì cái block đó thì bạn mổ xẻ ra bạn đó. Khi mổ xẻ ra đó thì bạn có cơ hội làm nó tốt hơn bạn. Nếu mà bạn không mổ xẻ đó thì bạn không có biết gì bạn ráp không bạn. Thì ai làm cái block này bạn? Thì có nhiều cách làm bạn. Thì phụng sự này đó thì có thể circuit designer làm được bạn hay là ngành khác làm cũng được bạn. Thì trong đây đó thì mình sẽ nói làm circuit designer làm block nhé. Đây kêu là black box. Thì circuit designer làm gì bạn? Thì trong circuit designer thì nó cũng có rất là nhiều ngành bạn. Thì tôi có circuit design bạn nhé. Thì nó chia ra cũng nói chung là hai ngành chính, cũng ngành thứ ba bạn. Ngành đầu tiên là digital bạn. Là bạn làm cái nano, mấy cái là căn bản IO đó bạn nhé. IO rồi nano vậy khá đại khái vậy. Còn bên đây analog bạn đó thì bạn làm gì bạn? Thì bạn có thể làm cái sensor bạn. Hay là bạn làm cái antenna, RF antenna. Hay là bạn làm phase lock loop bạn. Rất là nhiều bạn. Khi mà bạn làm circuit designer, bạn có thể bạn phải lựa một trong hai trong ba đây bạn. Và trong analog thì nó cũng chia ra nhiều ngành khác nhau bạn. Còn ở giữa thì bạn xài mix signal bạn. Mix signal là nó có vừa analog vừa
digital luôn bạn. Chẳng hạn như là cái RAM bạn có thể nói là nó là mixed signal bạn. Thì trong cái RAM đó bạn đó, đây, ví dụ cái RAM design bạn nhé, thì nó cũng có chia ra bạn, nó chia ra một phần là digital, cũng một phần là analog design, bạn phải biết cả hai bạn. Cái digital là bình thường rồi bạn, còn analog tại sao RAM nó cần bạn? Nhiều cái digital đó bạn đó, thì bạn thí dụ bạn có cái VD 1V thì nó lên 0 tới VD luôn bạn, một trong hai thôi bạn. Còn analog đó thì có nhiều trường hợp đó, thì bạn chỉ có 10 mV, 20 mV hay là 100 mV bạn. Bạn không có từ 0 tới VDD bạn. Thì bạn phải xài analog để xử lý này bạn. Thì bạn phải cần cái sense amplifier để amplify những signal này lên thành VDD bạn. Chắc có bạn hỏi đó là trong một cái chip đó thì có bao nhiêu phần trăm của cái digital này bạn và analog bạn. Tùy theo bạn. Thí dụ mình nhìn coi cái chip của đây bạn nhé, tôi lên mạng tôi lấy đây bạn. Nếu mà bạn nhìn cái microprocessor của Intel bạn đó thì coi như là 95% là digital bạn, có thể 5% là analog bạn. Analog cộng gì trong đây bạn? Thì có thể cộng cái IO đây bạn. Cộng cái IO đây. Và có thể nó có về phase lock loop hay là delay lock loop. Và nó có thể nó có temperature sensor đây bạn. Khi mà chip nóng quá đó thì nó tự động nó tắt bạn. Còn bao nhiêu hết đó là digital bạn. Và trong phần digital đó bạn để ý coi. Thì thí dụ mà cái chip này nó có một 1 triệu cái transistor bạn nhé, có thể là 900 ngàn cái transistor là thuộc về RAM này bạn, còn 10% về cái logic đấy bạn, như chẳng hạn như cái L3 cache đấy, thì nó cũng là cái RAM bạn, và trong cái core thì nó có L2 cache bạn, rất là nhiều RAM trong đây. Bây giờ thì tôi phải trở về lại bài số 1 bạn nhé, nói về một chút circuit design bạn. Trong bài trước đó thì để tôi vẽ lại bạn. Trong bài trước đó thì mình nói mình có một cái MOS vậy bạn. Và mình để đây 1V. Và mình sẽ để đây 1V luôn bạn. Nhưng mà mình sẽ đẩy nó lên vậy bạn. Và đây thí dụ nốt C đó, bạn hỏi nốt C là được bao nhiêu V. Và dựa trong đây đó thì mình sẽ dựa theo cái phương trình này bạn. Là VGS, S là đây bạn nhé, G là đây, đây là chỗ S đây, trừ VT, VT là threshold voltage đó. Nếu mà lớn hơn 0 đó thì bạn sẽ có cái điện nó chạy từ trên xuống dưới đây bạn. Và đây mình vẽ cái nút G. Và nút G đây bắt đầu từ VG đây bằng 0V. Và đây là VG bằng 1V. Thì nốt C làm sao bạn? Nốt C này đó là khi mà VG đó nó bằng, ví dụ VT đó, threshold voltage đó, nghĩa là làm sao bạn biết cái MOS nó bật hay tắt bạn? Thì bạn sẽ dựa theo cái VT bạn nhé. Và VGST bạn. Bạn sẽ lựa VT VGS. Ví dụ VT đó thì mình giả sử nó là 0.2V. Khi mà VGS đó bằng 0.2V đó thì cái MOS này bắt đầu nó tắt lên bạn. Nghĩa là nó on bạn nhé. Là nó bắt đầu ở đây nó bằng 0 thì nó lên đó bạn đó. Nó lên tới bao nhiêu đó là tùy theo cái phương trình này bạn. Đây nó sẽ lên tới 0.8V. Lý do là khi mà nó lên hơn 0.8V đó thì
cái VGS ấy là chấm 2 và chấm 2 trừ VT rồi chấm 2 thì bằng 0 thì nó vừa đúng bật tắt bật bạn nhé, nghĩa là nó vừa đúng cái chỗ mà on off đó bạn đó. Thì trên chấm 2 đây. Đây là nốt C bạn. Còn thí dụ mà bạn muốn vẽ VGS trong đây sao bạn? Thì VGS đó bạn đó thì nó sẽ theo đây bạn. Đây VGS đây. Và nó sẽ là chấm 2 đây thôi bạn. Đây là VGS. Còn cái nếu mà bạn muốn tính cái current điện nó chạy qua bao nhiêu thì sao vậy? Thì bạn sẽ dựa theo VGS và VT bạn nhé. Nếu mà tôi vẽ VGS và VT nó sẽ giống vậy đó bạn. Thì cái current đó bạn đó thì nó sẽ giống vậy. Thì trong lúc này đó thì bạn sẽ mất năng lượng bạn, tại vì cái điện nó chạy từ trên đây xuống dưới đây. Mà câu hỏi đó là nốt C đó sẽ là mấy volt bạn, thì mình sẽ tính khi mà bạn là bạn phải tính hết tất cả trường hợp bạn. Thí dụ VG bằng 0 này đó, VC có thể bằng gì bạn? Thì VC có thể bằng lúc VG bằng 0 đó thì cái này nó cái MOS device nó off bạn nhé. Thì V nốt C đó nó có thể bất cứ nào bạn, nó có thể lên tới 2V cũng sao bạn, 1V, 1.5 bất cứ nào bạn. Và còn xuống dưới trừ sao bạn đó, mà nó có thể trừ 5 được không bạn? Nếu mà trừ 5 đó thì chuyện gì xảy ra bạn? Trừ 5 đó thì cái VGS đó, VT đó nó sẽ turn on bạn, thì bạn không có thể nào mà trừ 5 được bạn chỉ có trừ chấm 2 trở đi thôi. Nghĩa là khi VGS bằng 0 đó, VC đó nó chỉ lớn được trừ 2 bạn. Lớn hơn trừ 2 là nó có thể 2V, 1V, chấm 5, chấm mấy cũng được bạn. Nếu mà VC mà trừ 5 đó thì cái VGS này, VGS đó thì nó bằng trừ 5 trừ. Nếu mà thí dụ mình có VC bằng trừ 5 đó thì VGS này đó bạn đó nó bằng chấm 5. Nếu mà chấm 5 đó thì bạn dựa theo cái này thì cái này lúc này là cái device nó on bạn. Đây là nó on này bạn này. Đây là off. So nói tóm tắt lại khi VG bằng 0 đó thì cái nốt C này đó bạn đó thì nó bắt buộc phải lớn hơn trừ chấm 2 mà trừ bạn nhé, là lớn hơn từ đây tới đây. Khi nó lớn hơn từ đây đó thì cái device nó off bạn, còn nó nhỏ hơn là device on bạn. Còn trường hợp VG bằng 1 thì sao bạn? Thì VC được mấy volt bạn? Thì VC đó thì nó phải lớn hơn 0.8V bạn. Nó không được nhỏ hơn 0.8V. Tại vì lúc này đó, dưới đây đó, khi mà nó nhỏ hơn đó, thì cái device đang on bạn. Còn mà nó lớn hơn, thì nó off, cái device nó off thì bạn để bao nhiêu volt cũng được bạn. Mình trở lại đây bạn nhé. Thí dụ VC đây mà bằng... khi mà VG bằng 0, VC bằng 0.2V thì chuyện gì xảy ra khi mà bạn bận này, bạn để VG nó tiến lên bạn, thì cái VC nó vẫn nằm thường thôi bạn. Tương tự như 2V thì VC VG lên nó vẫn nằm thường thôi bạn. Thí dụ mà VC bằng 0.5V sao bạn? Khi mà bạn đẩy này lên đó thì nó sẽ chạy lên vậy bạn. Nghĩa là VG bằng 0.7 đó, vô đó thì bắt đầu VC nó mới đổi. Hy vọng bạn hiểu được phần này để đi theo phần tiếp bạn.
À, kế tiếp đó, thì mình sẽ tạo ra một cái schematic mới. À, nó vẫn xài một transistor đấy bạn, nhưng mà mình sẽ cộng thêm hai cái capacitor bạn nhé. Mình sẽ vẽ đây bạn. Trong khi bài này đó thì mình sẽ vẽ capacitor đây. Đây thì giờ bạn để cho ground đi. Và trên đây giống nhau bạn, bạn sẽ vẽ capacitor. Và trên đây bạn cho ground luôn. À, đây là VG. Và mình sẽ ram này lên bạn. Và mình sẽ kêu nốt này là nốt A. Nốt này là nốt B. Và mình cho capacitor là 10 femtofarad bạn nhé, mỗi cái. À, lúc ban đầu đó thì mình nói nốt E đó thì bằng 0V đi. Còn nốt B đó bạn đó thì bằng 1V đi bạn. Khi mà mình bật nốt VG này lên đó bạn đó, 0 đó tới 1 đó, thì hỏi nốt A, nốt B sẽ ra sao bạn? Thì mình sẽ vẽ cái khớp đây bạn. Đây là VG. Lúc đây bằng 0V. Và đây bằng 1V. Và nốt B đó, lúc ban đầu đó là sẽ ở đây. Nốt B bạn. À, còn nốt A đó thì lúc ban đầu ở đây. Khi mà nốt VG lên đó thì nốt A, nốt B sẽ là bao nhiêu bạn? À, trong bài này thì bạn có thể đoán ra nó sẽ ra là 0.5V bạn. Sao vậy bạn? 0.5V. Làm sao bạn tính ra 0.5V? Nếu mà bạn muốn giải câu này đó thì bạn phải dựa theo cái công thức kêu là conservation of charge bạn, Q là charge bạn nhé, thì bạn sẽ có CV1 cộng CV2, thí dụ cái này là C2 đi, cái này là C1, đây là VA này, đây là VB. Sau khi mà bạn nốt chi mà nó lên đó thì cái charge nó không có đi đâu bạn, nó chỉ chia sẻ với nhau giữa hai capacitor thôi, nên khi mà bật bật lên đó bạn đó thì cái charge này nó phải giữ như nguyên. Thì lúc đầu thì mình sẽ có đây bạn, thì mình sẽ có là C1 đó là bằng 10, nhưng mà VA bằng 0 thì đây là 0 bạn nhé. Còn cộng C2 là bằng 10 và VB nó bằng 1 đó, thì đây bạn sẽ có là 10. 10 femtocoulomb bạn. Là lúc trước trước khi bạn đóng cái gate này bạn nha, lúc này nha. Và lúc sau này sao bạn? Thì sau này đó bạn đó thì bạn vẫn giữ cái này giống nhau bạn. Sau này đó thì bạn có nốt E với nốt B thì bằng nhau bạn đúng không? Thì sau đó vẫn giữ 10 femtocoulomb. Thì khi mà cái gate này bạn lên vậy đó, tới lúc này đó thì VA sẽ bằng VB bạn chia cho cái Q đó và C1 cộng C2 bạn. Cái Q này đó thì nó là 10 bạn. C1 C2 đó nó là 20. Nên bạn thấy VA VB đó thì chia ra sẽ bằng 0.5V. À, nói lại đây mình có một cái MOS và hai cái capacitor trong đây thì nó bằng nhau, và nốt E đó lúc ban đầu bằng 0, nốt B đó lúc ban đầu 1V. Lúc này thì transistor nó off thì hai nốt nó riêng nhau bạn, và nếu mà mình bật nốt G này đó bạn đó lên từ 0 tới 1, chuyện gì sẽ xảy ra và làm sao mình giải nó bạn?
mình giải nó bởi cái công thức đây bạn này, công thức này nó là cái GQ nữa bạn, là Coulomb bạn nhé, là bạn có cái charge đó. Dòng điện đó bạn đó, điện thôi bạn, không phải dòng điện, điện thôi, thì nó không có chạy đi đâu được bạn, nó chỉ chia sẻ với nhau giữa hai cái pair thôi, và khi mà bạn đóng lại đó, nó điện nó vẫn nằm trong đó thôi, thì cái điện bạn tính sao bạn? Q bằng CV, Q bằng nhá, bằng CV, hy vọng bạn biết phương trình này bạn. C là capacitor, V là voltage, Q là cái charge bạn. Nghĩa là C thì bằng farad, V là bằng vô, Q là bằng coulomb bạn đó. Thì bạn dựa theo conservation of charge, nghĩa là cái charge nó không đi đâu bạn, nó sẽ giữ trước thì trước khi đóng cái gate này vô đó thì sau nó vẫn giữ vậy. Thì lúc trước đó là Q0 đây bạn, Q đây bạn nhé. Thì bạn có capacitor charge của một là C1 nhân với V1, trong đây V1 đó thì bằng VA, mà VA bằng 0 đó thì sẽ bạn có sẽ 0 đây bạn. Còn cái charge của C2 sao bạn? Thì bạn có C2 nhân cho V2. C2 là bằng 10. Nhưng mà V2 là VB là bằng 1 đó. Thì bạn có 10 bạn. Lúc đầu tiên bạn có 10, mà khi mà bạn đóng cái gate này vô nó vẫn phải vẫn 10 bạn. Cái này trước này, cái này sau này, vẫn trước có 10, sau bạn phải có 10 bạn. Bây giờ đó, khi mà cái V gate nó lên đó bạn đó, thì cái V mình giả sử đó bạn nhé, VA với VB nó phải bằng nhau bạn. Và mình tính VA VB làm sao đó, thì mình phải dựa theo cái phương trình là V bằng Q chia cho C bạn. Cái Q này lúc trước đó nó là 10 bạn. Q này nó là 10. Còn C đó là sao? C đó thì bằng C1 cộng C2, thì mình có 10 10 là 10 cộng 10 là 20. Thì bạn chia ra đây đó nó sẽ ra 5. Nghĩa là sau khi mà bạn đóng này đó, trong 0 vô này đó nó sẽ ra là 0.5 vô. Tương tự nốt B đó là 0.5 vô. À, video này đã gần 30 phút bạn, tôi xin tạm ngừng đây bạn. Hẹn các bạn trong video tới.